Giới thiệu với mọi người thành quả. Ôi trời, con mè, mè nó bỏ đi. Bỏ đá đi. Ôi cá con này ngon đấy. Bắt con nào bắt đi mà. Bắt con nào bắt đi. Tao kia bắt cái cá đi hả? Đấy, bắt con đấy, con đấy, bắt con đấy, đây 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 đây. Lên. Lên 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 con bắt rồi à? Ôi giời. Đấy ơi. Hai con. Con đấy, con đấy bỏ đi, con đấy bỏ đi, bỏ đi, con đấy nhỏ. Trời ơi, con đấy được. Mẹ con trời thế. Đấy 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 đấy. Ở con trăm đen bỏ đi, bỏ đi. Ôi thì còn mỗi con thôi. Bắt con mè lên đi. Ôi giời ơi. Toàn mè thôi. Cái con. Con phi lên lên đi. Ôi con đấy ngon đấy. Con này làm đầu được. Con mè, bắt con mè đây em ơi, mè mày kho. Con trôi đỏ, con trôi nôi đấy, được ấy, con đấy chơi được ấy. À, con trôi đấy, con trôi đấy, chơi được ấy. Trôi nó vậy thôi. Trôi nó thêm thịt. Hàng trôi này là hết. Ôi thế thôi. Con này sắp chết rồi. Ôi trắng to thế, thầy phút ra. Ôi trắng to. Mè này nuôi hay là thịt để bố? Thịt đấy. Con phì đắp lên mà. Mè đâu, cầm con đầu phì không bỏ mè. Trôi ra đây. Tao đây bắt một con mè lên. Ăn gì mẹ cá? Đâu con cá này gãy. Cái mấy con cá nhưng mà cá mương đi, cá mương bắt lên này tí. Thôi. Thôi cá mương bắt lên này làm gói. Cá mài này bắt lên làm gói. Rồi, lấy hết ra đắp nước ra ngoài đi. Chép mày nuôi là thịt. Rồi thả lên đây. Chép được thịt đi. Chép thịt. Đấy chép cái. Để chép cái, chép cái. Con chép đấy. Con chép đâu? Có chép. Con chép. Con này mới ngon này.